Hello nha. Và những audio trong video hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em là một cục đẩy đến từ thương hiệu nồi của Mỹ anh em, là BK. Và dòng này sẽ có tên model là ST140. Đây cục đẩy mà có một mức cấu hình mà nó là kinh khủng khiếp, mà công suất của nó đến tận là 500W và chạy tổng cộng là 8 con sò MOSFET nha anh em. Đây anh em nhìn cái size của nó thôi, nó rất là kinh khủng khiếp rồi anh em ạ. Con này thì nó rất là nặng anh em. Đây mà anh em cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế và sản phẩm này. Đây hình thức của này cũng rất là mới, đẹp anh em, tầm khoảng là trên 90%. Mặt trước của dòng sản phẩm này sẽ bao gồm một chiếc nguồn anh em, còn volume thì nó sẽ để ở mặt sau anh em. Mời anh em cùng xem chi tiết mặt bên anh em. Đây sản phẩm sẽ trang bị ta một cái bán ngâm tẩy nhiệt rất là to và dày ngay tại trung tâm anh em, và nó sẽ chứa sò ở bên trong. Đây sản phẩm sẽ trang bị ta hệ thống là 4 chập loa anh em, nên có thể mà mở này ra xỏ dây vào anh em cắm được bắp túi cũng được anh em. Con này thì đặc biệt nó sẽ chơi qua hai cái đầu jack bung sen anh em. Còn bên đây dòng sản phẩm này sẽ xài dây điện nguồn rời, anh em mua mình tặng luôn cho anh em một cọc dây điện nguồn rời để kết nối dễ dàng hơn anh em. Còn bên đây là tem dòng sản phẩm này, tem này hơi mờ anh em. Đây con này đến từ thương hiệu BK, tên model là ST140, số series. Con này công suất của nó là 500W nha anh em, hàng chính hãng là Made in USA nha anh em. Con này thì đặc biệt là nó sẽ xài điện 220V nha anh em, nên anh em phải mà mua về sẽ chơi trực tiếp luôn, không cần phải qua ổ áp không biến áp. Mình đánh giá phải là rất là tiện lợi luôn em ạ. Con này mà anh em chơi rồi anh em mà ghét thêm cái rờ đèn chơi là hết sảy luôn anh em, nghe nhạc đó là cực kỳ hay. Mọi nhiên thể mà ghép thêm một cái mixer mà hát karaoke bếp ở nhà nha anh em, cũng hình như này nó rất là cũ nhưng mà. Đây bây giờ mọi nhiên cùng xem qua về nội thất ở bên trong của cục đẩy này. Cái này sẽ trang bị chúng ta một tăng phô xuyến rất là lớn, chạy hai tù độc nguồn màu xanh nha anh em của Philips, to như là cái lon sữa bò vậy nha, mà rất là khủng luôn nha anh em. Và đặc biệt là con này nó chạy tổng cộng ta 8 con sò MOSFET nha anh em. Sò MOSFET thì dòng sò nó rất là cao cấp rồi nhưng mà tiếng nghe bùng nổ, nghe rất là hay, được sử dụng trên rất là nhiều dòng sản phẩm. Và giá mình để lại cho anh em con này những giá nó rất là tốt nhưng mà chỉ với 5.500.000 đồng. Nếu anh em muốn mua thì anh em liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại video để được tư vấn và hỗ trợ nhiều nhất. Rồi ok, thật cảm ơn nha. Anh em mình đưa xong. Bye. Anh em thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.